Xin chào các bạn. Tiếp theo cái series MSA và cái phần gây giá ANA. Thì bài trước mà tôi đã hướng dẫn các bạn về cách tính gây giá ANA theo phương pháp là RANGS. Còn bài này tôi sẽ hướng dẫn các bạn tính gây giá ANA theo phương pháp là AVERAGE và RANGS. Thì phương pháp AVERAGE và RANGS này nó có thể chỉ ra cho ta được là GPTPT là bao nhiêu và GPODUCPT là bao nhiêu. Thì nó khác với phương pháp hôm trước. RANGS không thì nó chỉ tính cái tần gây giá ANA là bao nhiêu, còn nó không chỉ cái gì thêm cả, đúng không? Thì các bạn có thể xem lại cái clip trước để các bạn hiểu hơn về gây giá ANA. Còn hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn cái phương pháp tính là AVERAGE và RANGS. Phương pháp này theo quan điểm của tôi thì nó là phương pháp dễ tính và độ chính xác cũng tốt. Đấy. Và chúng ta dùng cái này theo tôi nghĩ là khá nhiều. Nếu mà chỗ nào mà ta dùng MSA gây giá ANA thì theo tôi nghĩ là người ta sẽ dùng cái phương pháp tính AVERAGE và RANGS này. Ok, vậy thì chính thức thực hiện cũng có 5 bước như bình thường, đúng không ạ? 1 là công tác chuẩn bị, 2 đo lường tính toán số liệu, tổng hợp kết quả và 5 là nhận xét. Okay. Chuẩn bị là gì ạ? Ở đây thì các bạn phải chuẩn bị mẫu. Thì ví dụ là các bạn chuẩn bị cho tôi là 10 mẫu. Các bạn sẽ chuẩn bị từ 2 tới 10. Nhưng đề nghị là các vị recommend, đề xuất là các bạn nên chuẩn bị 10 mẫu. Các bạn đánh số mẫu từ 1 đến 10. Thì trong cái mẫu lỗi này, trong cái số mẫu từ 1 đến 10 mẫu này, các bạn nên có một số mẫu lỗi nhất định. Đó, bao nhiêu phần trăm thì nó cũng không có quy định cụ thể. Các bạn có thể put 5-10% tùy các bạn, đúng không? Đấy, lỗi làm sao nó giảm được lên giới hạn trên và nó giảm cả xuống giới hạn dưới là tối ưu. Okay. Nó giảm ra cả hai ngoài với phía spec của chúng ta thì càng tối ưu. Ta chuẩn bị người đo, đúng không? Ta chuẩn bị 3 người đo. À, các bạn chú ý. Và 3 người đo này đều được đào tạo để hiểu về dụng cụ đo, biết sử dụng dụng cụ đo và biết sử dụng, biết cái phương pháp đo, tức là gì, họ không có sự khác biệt quá lớn về kỹ thuật hay là kỹ năng. Ok, chuẩn bị dụng cụ đo thì các bạn chuẩn bị một cái thiết bị đo. Ok, vậy các bạn thấy chúng ta có vật đo, 3 người đo và một thiết bị đo. Ok, rồi tiến hành đo lường đó. Thì mỗi một người đo từ mẫu số 1 đến mẫu số 10. Đấy, và đo lặp đi lặp lại 3 lần. Đấy, thì mỗi lần đo này đều ghi lại kết quả. Tức là gì ạ? Tức là gì, tôi đo lần thứ nhất mẫu số 1, xong tôi ghi lại kết quả là bao nhiêu, xong tôi đo mẫu số 2 đến mẫu số 10 tôi ghi lại được mấy kết quả, đúng không? Xong tôi đo lần thứ hai mẫu số 1 tôi ghi kết quả của nó. Đúng không? Tôi nên ghi đến mẫu số 10 thì tôi được là được 20 kết quả. Và tôi đo 3 lần như vậy tôi được 30 kết quả cho mỗi người. Và tôi có 3 người như vậy tôi có khoảng tầm 90 kết quả đo. Đúng không? Và có một điểm chú ý các bạn quan tâm đây là người này không được biết quyết được kết quả đo của người kia. Và bản thân tôi không biết là kết quả đo lần trước của tôi như thế nào. Đấy, vì sao? Vì cái ông chuẩn bị mẫu là ông ấy, mẫu là nhất ông bắt đầu đánh từ 1 đến 10, nhưng sau ông đảo đi đâu mất thì tôi chỉ biết 1 là con số nào và 10 là con số nào nữa, đúng không? Và mỗi lần tôi đo là ông đưa tôi một tờ giấy trắng, tôi ghi kết quả đo của mỗi lần đo đấy, lên một tờ giấy trắng riêng, nên tôi không biết rằng kết quả đo của trước của tôi hay của người khác là như thế nào. Ok, đấy, thì đấy là cái phương pháp. Thì sau khi tôi đo xong thì tôi có được một bảng giá trị như thế này, đúng không? Đấy, kết quả đo của người thứ nhất đấy, đây là number là 1 đến 10 mẫu, time này là từ 1 đến 3 lần lặp lại, đúng không? Đấy là lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba và kết quả đo của tôi. Người thứ nhất, người thứ hai, người thứ ba, 3 người. Ok. Cái thứ hai đó là phần tính toán số liệu thì ta phải tìm hiểu công thức trước, đúng không? Thì đây là bảng cái công thức, các bạn thấy là nó tính là repeatability, nó tính là reproducibility, xong rồi tính đây là ANA, đúng không? Sau đó tính đến path variation, rồi tính đến total variation. Và tính đến cái gì NDC, tức là number of distinct categories, đúng không? Vậy thì nhiệm vụ chúng ta là gì ạ? Chúng ta phải chuyển cái kết quả đo này xuống file Excel, các bạn nên copy paste xuống file Excel giúp tôi. Okay. Rồi. Ta phải chuyển xuống thì tí ta mới tính được, đúng không? Cái file cái kết quả đo này thì tôi cũng sẽ post vào cái phần description của clip của tôi trên YouTube, các bạn có thể copy về. Đấy. Hoặc là tôi để ở trên cái blog của tôi thì các bạn có thể download cái dữ liệu về để tính toán. Ok. Và vậy tôi paste nó xuống. Paste xuống rồi vậy thì thứ hai là tôi cần phải lấy công thức xuống ạ, vì công thức là nhiều này làm sao mà nhớ được. Ok. Vậy các bạn dùng một cái công cụ rất hay, nó là Sleeping Tool của Microsoft này. Thì các bạn chọn cái vùng các bạn cần copy rất dễ dàng, các bạn paste nó xuống. Ok. Vậy tôi có được cái công thức tính thứ nhất với to tí chỉnh nhỏ tí là vừa được, đúng không? Đọc được là được. Ok, thì tôi copy nốt cái công thức thứ hai đi, đúng không?
copy bước thứ hai. Ok rồi, thì ở đây các bạn thấy là tôi đã nốt được cái tính GPTBT, tính GProducibility, tính GRANA, tính path variation, tính total variation và tính number of distinct category, và cuối cùng chúng ta kết luận. Ok rồi, vậy thì chúng ta làm cái đầu tiên là cần tính diện, tính nghiệm EV. EV thì bằng diện EV bằng R3 R23 nhân K1. Ok, vậy với K1 đúng không ạ? Vậy ở đây cần tìm R23 là bằng bao nhiêu? Và cần tìm K1 bằng bao nhiêu? Đúng không ạ? Thì ở đây các bạn thấy K1 thì bằng bao nhiêu? K1 thì nó là cái hệ số phụ thuộc vào số lần lặp lại. Đúng không ạ? Ở đây ta có 3 lần lặp lại, vậy K1 nó bằng 0.5908. Các bạn bằng luôn lên 0.5908. Và R3, R23 thì nó sẽ, các bạn thấy là nó sẽ đi bằng, nó sẽ bằng R3 của operator A, R3 cộng R tức bằng trung bình của, bằng cái trung bình của cái rank của 3 operator, đúng không? Mà cái trung bình rank của từng operator một thì nó sẽ dùng công thức là rank 3 bằng average của rank này, đúng không? Đấy, hay là gì? Nó phải tính ra được là rank, rồi nó tính ra rank 3, xong rồi tính ra được là rank 23. Đấy, nó hơi đồng hoàng thế. Thì cái này các bạn sẽ nhìn đây nó sẽ hiểu hơn một chút. Các bạn nhìn công thức đây nhé. Rồi, ở đây các bạn sẽ làm là rank. Rank thì nó luôn bằng gì? Bằng max trừ min. Đúng không các bạn thấy ạ? Đây là rank và max trừ min. Ok, xin lỗi các bạn, tôi biết tôi đang đặt rõ đây là gì là APB1, đúng không? Người đo thứ nhất, người đo thứ hai, người đo thứ ba. Okay. Đây chúng ta dễ định dạng, đúng không? Và nếu mà tôi highlight màu lên đi, cho nó rõ khu ra, okay. Để mà nó dễ nhìn. Ok. Rồi, ok, ta quay lại này, thì ta tính là cái rank thì nó bằng max trừ min, tôi còn lại nữa max. Nó sẽ dùng, các bạn dùng hàm max nó sẽ tìm được cái giá trị lớn nhất. Cái vùng dữ liệu các bạn muốn, tôi tìm hoàn biên, các bạn chọn a cái lần đo, kết quả lần đo của ba lần của cái sample thứ hai của người thứ nhất, nó sẽ tính được. Sau các bạn kéo, nó sẽ tính được rank các bạn của cái người thứ nhất đối với các phát của họ, thì như rank của từng phát một. Còn tí nữa ta tính tiếp, tiếp tục là rank của phát thứ hai bằng max và trừ đi min. Rồi, các bạn kéo phát xong rank, rồi sẽ ngoài max. Các bạn cứ dùng hàm Excel rất thuận lợi, cứ dùng hàm Excel cho thuận lợi. Nên tôi hơi bị xô lệch dòng một chút đây. Rank max trừ min. Rồi, các bạn kéo bằng cái xong giờ. Thế bây giờ các bạn cần tính đến cái rank 3 của từng người vào trước, đúng không ạ? Nhiệm vụ chúng ta tính là rank là 3. Đó, thì giữ rank 3. Ok. Thì nó sẽ bằng average của rank. Đây. Thì các bạn sẽ tính được là rank của người thứ nhất, đúng không ạ? Thì rank của người thứ hai cũng thế. Rank của người thứ ba, average, dùng hàm Excel average. Bạn chọn từ mẫu 1 đến mẫu 10, enter. Vậy ta tính được rank của người thứ nhất, rank của người thứ hai và rank của người thứ ba. Vậy thì rank 3, rank 2, 3 nó sẽ bằng average của ba cái kia. Và đơn giản thôi, ta sẽ bằng average tiếp, đúng không? Rank của từ average của average hay là trung bình của trung bình, gọi là hai lần trung bình. Xong. Được chưa? Ok. Rồi, thì đây là cái thứ nhất. Rồi, ta sẽ nhân luôn, bằng gì? Bằng R3, ta R23 nhân với K1. Ta tính được repeatability. Xong, hãy lại lên tí nhé. Rồi,
Tiếp tục đến reproducibility, nó sẽ bằng gì không? AB căn bằng 2 thì mình sẽ là SQRT, đúng không ạ? X3 diff nhân K2 bình phương trừ AB bình phương chia L, đúng không? Thì ở đây các bạn phần phân tích ra L là số lượng mẫu và R là số lần lặp lại. Mẫu đây là mấy? 10. Số lần lặp lại đo lại là mấy? 3, đúng không ạ? Một người tự lặp lại 3 lần. Ok, nếu sao ta tính cái một x3 diff bằng bao nhiêu? Để đây K2. Đó, cái này tôi đánh sai này. Cái là nhân nhé. Cái là nhân. Ok. K2 bằng bao nhiêu? Để đây, đúng không? KB bình phương bằng bao nhiêu? Để đây NR thì tôi nói là bằng trước là 10 mẫu thì nó là 3 lần lặp lại xong luôn. E về bình phương thì đây, E về đây bình phương đây thôi, xong. K2 đây, bằng K2 đây. Đó. K2 là nó phụ thuộc vào số lượng, nó là hệ số phụ thuộc vào số lượng operator. Thì đây ta có 3 operator thì ta sẽ bằng 0.5231. Ok, 0.5231. Ok, còn x3 diff các bạn sẽ chú ý đây, x3 diff nó sẽ bằng gì? Mắt của x3 của operator. Tiếp theo phải tìm ra x3 của các operator, sau đó nó sẽ lấy là mắt và chuyển đến mean để tìm ra cái x diff. Rồi vậy ta sẽ gọi là x3 một, đúng không, của operator 1. Thì các bạn must xem toàn bộ cái vùng này, mục đích chính là để các bạn hiểu rằng này là chúng ta sẽ bằng average của toàn bộ cái kết quả đo, 30 kết quả đo của operator nhất. Vậy ta ra được là x3 của operator 1. Ta có x3 của operator 2, đúng không? Các bạn cũng must xem là cái must xem quan trọng chính là để các bạn hiểu được. Ok, đó cũng bằng 30 kết quả đo, average của 30 kết quả đo của operator thứ 2. Và ta ra được x32 là x33. Bằng average của 30 kết quả đo của cái người đo thứ 3. Ok, các bạn chú ý là thăm 1, thăm 2, thăm 3, 30 kết quả đo nhé. Còn cái gen này là phần khác, các bạn đừng kéo nó vào. Vậy ta ra được x-dip đơn giản vậy thôi. X-dip sẽ bằng max, max của người thứ nhất, x3 người nhất, x3 người thứ 2 và x3 người thứ 3, đúng không? Trừ đi min x3 người thứ nhất, x3 người thứ 2, x3 người thứ 3. Nó sẽ tự tìm được ai là mắc, số mắc và số min, đúng không? Xong nó tính ra và thực ra là x-dip. Rồi, giờ tôi đến gì? AV thì bằng gì ạ? Bằng SQRT. Các bạn mở ngoài ra, nó sẽ bằng gì? X-dip nhân với lại K2 mở ngoặc bình phương trừ mở ngoặc AV bình phương chia cho NR, đúng không? Enter. Rồi, vậy các bạn tính được cái giá trị thứ hai AV hay gọi là reproducibility. Rồi, tính gây ra ANA, đúng không? Bằng, bạn thấy là gì? Bằng gì? Căn bằng 2 của SQRT là căn bằng 2 của AV bình. Vậy là tính có cái AV bình phương cộng AV bình phương. Rồi, vậy AV bình phương đó, AV bình phương bao nhiêu? Rồi, ta tính được cả nó lần, chỉ có bình phương thôi. AV này bình phương, đúng không? Vậy tiếp tục AV bình phương bằng AV bình phương. Vậy gây ra nó sẽ bằng gì? Bằng SQRT của AV cộng AV. Vậy ta tính được gây ra nó là 6. Đơn giản đó. Path variation PV bằng gì? Bằng RP nhân mấy? Nhân với K3. Ok, vậy ta phải tính là RP bằng bao nhiêu? Bằng K3 là bằng bao nhiêu? Đúng không? K3 thì nó là hệ số phụ thuộc vào số lượng mẫu. Thì ở đây ta có quả thế này, K3 này. Nó có từ 2 đến 10 mẫu bằng, ta chỉ khuyến cáo từ 20 mẫu thôi. Thì ta có 10 mẫu là bằng gì? Bằng 0.3146. 0.3146. Và ta tính trong K3
vậy rang của path sẽ bằng gì các bạn thấy? Nó sẽ phải trải qua vấn đề tính toán. Nó sẽ bằng x3 của từng path một. Đúng không? Sau đó, rang của path nó sẽ bằng max của x3 path trừ đi min của x3 path, tức tìm con lớn nhất, tìm con giá trị lớn nhất. Cái path nào có giá trị lớn nhất trừ đi cái path nào có giá trị nhỏ nhất. Vậy tổng số ta có 10 path đúng không? Vậy chúng ta cần quay một chút, quay đây một chút. Thì ở đây các bạn cần thêm tôi một cái, hai cái cell như này. Các bạn gọi là path, đúng không? Ta có up operator, ta có path luôn đây. Đó. Tôi cứ hai hai riêng một này ra để cho dễ hiểu. Thì đây các bạn cần tính cái gì? Cần tính x3 path. Đó. Xong các bạn cần tính cái gì? Ram path. Đúng không? Chúng ta đặt đây đó. 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 X3 của path là bằng gì? Bạn bằng làm average thôi. Các bạn làm average của path thứ nhất này. Nó không quan tâm đến nó lấy cross của cả ba operator. Đúng không? Một là path số 1, operator 1, operator 2, operator thứ 3. Các bạn kết quả đó của 3 người làm sao đúng không? Tôi sẽ bảo thêm một cái thứ hai của bạn nữa, dùng hàm average. Mẫu số 2. Ok. Đấy, các bạn dùng hàm average. Rồi, tôi làm ví dụ hai cái đấy, và cái này chúng ta sẽ kéo đó nhanh. Ok. Rồi, vậy thì ở đây các bạn cần tính là gì? Là rank của x3 path thì sẽ bằng max. Các bạn sẽ tìm dùng hàm max để nó tìm trong cái đống x3 này cái nào là lớn nhất, xong rồi nó lại tìm trong đống dữ liệu là nữa tìm cái nào là lớn nhất với hàm min, nó trừ nhau vậy ta được cái r3 đúng không? Vậy tôi kéo xuống đây r3 thì tôi bằng luôn đây thôi, nghĩa là đó đúng không? Người ta biết được r3 và k3 nhân nhau là ta ra được pv. Rồi, bạn đã ra được PV. Sau PV là tính gì đó? Tính TV, Total Variation. TV bằng SQRT là căn bằng 2 của V giá là bình phương cộng PV bình phương. Phải ta nói V giá là bình phương bằng bao nhiêu? Để đây. PV bình phương bằng bao nhiêu? Để đây. Đúng không? Làm này các bạn đã dễ hiểu thôi vì thực ra nó cũng rất là dễ. V giá Anna bây giờ Anna này bình phương lên PV này bình phương lên, vậy total variation cho bằng căn hai của hai cái bình phương này cộng với nhau đúng không? Vậy là bằng con số này. Xong TV rất nhanh. Tiếp tục NDC. Ok, number distinct category NDC bằng gì? 1.41 nhân với lại gì? PV chỉ là V là Anna. Rồi, thì ở đây bạn biết là PV là bao nhiêu, P Anna là bao nhiêu. Thực ra các bạn biết hết chưa, để tôi chỉ lặp lại cho các bạn hình dung chính xác là vị trí nào mà thôi. P là Anna bằng 1.41 nhân với PV chia V là Anna, vậy là bằng 7.14. Và đối với cái số này thì thông thường người ta không để số thập phân như này, người ta chuyển thành nguyên số rồi, số nguyên này. Thì bạn dùng hàm integer, ok, này, dùng hàm integer để sửa chuyển sang dạng integer. Xong, vậy kết luận được chưa? Chưa. Đúng không? Đến nó tính là cái lượng variation, tức là cái dao động là bao nhiêu, đúng không? Nhưng nó đâu chưa tính cái phần trăm mà chúng ta đánh giá là theo phần trăm, mà ta đánh giá theo lượng đúng không? Tại ta phải làm theo mức nữa. Đó là phần trăm của TV. Thì thứ nhất là bạn thấy gì ạ? EV nó bằng gì? EV chia TV thì nó ra được là quy được phần trăm, quy ra được là phần trăm của EV. Chia đó. Chia TV, TV là một số năm này, chứ đúng không? TV một số năm này. Và 15.6%, ok. Vậy tiếp tục gì? AV cũng bằng thế thôi. AV chia TV. TV để kéo xuống một số nào. Đó. Cái thứ nhất này. Cái thứ hai này. Gây giá Anna thì cũng bằng gây giá Anna chia cho TV. Đó. Cái thứ ba. Okay. Path variation thì bằng path PV chia cho TV. Đó.
đó, tất cả công thức này. Và TV thì đương nhiên bản thân nó là bằng trọng trọng rồi. Đó. Bây giờ hãy có một tính toán và ta nhìn xem. Vậy thì gây giá na đây chúng ta sẽ bằng gì? Bằng 19,37%. Trong đó repeativity nó bằng 16,5,61% và reproduce nó bằng 11,46%. Ở đây thì path variation nó chiếm rất là lớn. Và 98,11% rất là tốt. Chúng ta cần biết là cái path này nó dao động như nào, đúng không? Để nó định vị cái path này khá tốt, nó định được cái path này khá tốt. Number of visiting category nó bằng 7 thì nó cũng rất là tốt, đúng không? Rồi, vậy thì đấy là cái kết quả tính toán. Chúng ta đã xong cái tính toán. Bây giờ tôi nhặt tất cả những cái giá trị này sang cái bảng. Đây. Thì tôi nhập vào kết quả tính toán ở đây, đúng không ạ? Thì gây ra ANA phần trăm của nó bằng 19,37%. EV thì cái này cũng cái là chúng ta cần quan tâm nhiều nhất, đúng không? Và number of distinct category, hai giá trị ta đánh giá, hai chỉ số đánh giá chính là hai chỉ số này là nhiều. Bạn chú ý là đánh giá và gây ra ANA, number of distinct category. Thì cảm thấy là gây ra ANA thì nhỏ hơn 10%. Good, perfect. Rất là ngon, đúng không? Nếu từ 10 đến nhỏ hơn 30% thì cũng có thể chấp nhận được. Nó rủi ro một chút nhưng cũng không sao, chấp nhận được. Nhưng nếu nó bằng hoặc lớn hơn 30% thì cái gây giả ANA này không được chấp nhận. Vậy ta xét là gây giả ANA thì bằng 19,37, tức là bằng phòng thứ 2 này. Ok, vậy ta có thể nói là ta chấp nhận được, không sao cả, đúng không? Và number of distinct category, nhưng mà lớn là bằng 5. Ok, còn nếu mà nhỏ hơn 5 thì là không chấp nhận được. Thế nên nó bằng 7, đúng không? Vậy 7 nó cũng lớn hơn lớn 5 rồi, đúng không? Như vậy thì nó chấp nhận được, hay ta nói khác sẽ nhận xét là gì? Hệ thống đo lường này được chấp nhận để sử dụng cho các cái công việc nghiên cứu, phân tích, đúng không? Thì đó là toàn bộ cái bài hướng dẫn của tôi về phần gây giả ANA tính theo pháp Average và Range. Thì các bạn có ý kiến gì hay có câu hỏi gì, các bạn cứ comment ở phía dưới và chúng tôi sẽ cố gắng trả lời và cùng làm sáng tỏ cho các bạn. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi. Chúc các bạn học hành tốt.